xuân quả hôm nay. Và với một chân sút như Xuân Trường thì điều đó hoàn toàn và như đã nói thì hôm nay những gì được coi là sở trường của từng cầu thủ đang được phát huy, những đường cong mỹ miều sẽ được xem lại một lần nữa. Pha phối hợp giữa Phạm Văn Long và Nguyễn Tuấn Anh cũng đã là quá xuất sắc, và dù Mio Milat đã bay người hết cỡ nhưng anh cũng chỉ là một khán giả bất đắc dĩ, và pha bay người đó chỉ làm tô điểm thêm cho sự đẹp mắt và ấn tượng trong cú đá này của Tuấn Anh.